chỉ đến khi đánh mất một điều gì đó thì ta mới biết trân trọng nó. Tôi nghe nói dạo này thanh nữ có cả đồ tay nữa phải không chị? Cái đó là con Như Ý nó đua đòi. Chứ cái nhà này chính đời Mai Áo Dài, nổi tiếng nhất cái Sài Gòn. Đúng là con gái gụ nhà thanh nữ mà. Đệ nhất thanh lịch 3 năm rồi, chưa ai vượt nổi danh hiệu nổi tiếng này. Mỗi lần mà đem mở concert, cả cái Sài Gòn này đều náo loạn. Chúng ta hãy cùng nhanh đón Madame Kiều Bảo Hân. Con gái nhà Mai Thanh Nữ trước tiên thì phải giỏi gáo dài chứ. Cái đó là điều má muốn chứ phải con muốn. Bị đặt đi ra ngoài thi thố với người ta, rốt cuộc bây giờ thua bởi một cái áo dài. Con không mặc áo dài được, không làm truyền nhân nữa. Như Ý, dù sau này có thế nào, con phải luôn nhớ lấy áo dài là vĩnh cửu, là cái gốc của cái nhà Mai này, nghe con. Thảo Liên mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong Cuộc Phỏng Vấn ngày hôm nay. Thưa quý vị, một buổi nói chuyện sẽ rất là có ý nghĩa. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi sau đây với một người được biết đến, từng được biết như là một diễn viên, một siêu mẫu nổi tiếng. Và sau đó cô bước sang lĩnh vực giải trí với vai trò là diễn viên, rồi đến việc đạo diễn. Và ngày hôm nay chúng ta được biết đến là một nhà sản xuất phim, nổi bật là phim Cô Ba Sài Gòn. Sau đây Thảo Liên mời quý vị theo dõi Ngô Thành Vân. Mến chào Ngô Thanh Vân. Xin chào chị Thảo Ly và cũng xin cho Vân gửi lời chào đến quý khán giả của đài IBC. Thưa quý vị, trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay khi chúng tôi ngồi đây nói chuyện nãy giờ thì khi bước vào đó thì Thảo Ly gặp Ngô Thanh Vân là Thảo Ly phải ngay lập tức mặc áo dài đeo cái băng đô vô. Là bởi vì đây là một cái phong trào thời trang, phải nói là thời trang mà một cái yếu tố mà có vẻ là kỳ ảo bởi vì xuyên thời gian và không gian. Mặc dù là trong những năm qua khi chúng ta nói đến áo dài thì biết đến là từ rất lâu, là một truyền thống của dân tộc Việt. Và dù là nhiều khi có thể nói là cổ điển nhưng mà vẫn có một cái đẹp riêng. Và khi nói đến Ngô Thanh Vân thì đến với chuyến đi lần này, được biết là Ngô Thanh Vân có một cái nhiệm vụ rất là quan trọng, đó là ra mắt phim Cô Ba Sài Gòn ở tại miền Nam California. Nhưng bên cạnh đó thì Ngô Thanh Vân đã từng cộng tác và đã làm ra rất nhiều bộ phim, cũng như là đã tham gia vào thế giới điện ảnh Hollywood, chẳng hạn như phim Rise hay là Star Wars phần 8 mà chúng ta đã được ra mắt và thấy vừa qua rồi. Nhưng mà lần này đến đây thì Ngô Thanh Vân mang theo một cái việc rất là quan trọng, đó là đến với giải đề cử Oscar. Và đến cái phim Cô Ba Sài Gòn thì cái cơ duyên nào hay như thế nào mà Ngô Thanh Vân đã được những cái tác phẩm đặc biệt như vậy và đã là một nhà đạo diễn, và cái suy nghĩ của Ngô Thanh Vân như thế nào bộ phim này? Cảm ơn Thảo Ly. Trước tiên là Vân phải khen ngay cái áo dài của Thảo Ly rất là đẹp. Và Vân cảm thấy là giống như là tất cả các người phụ nữ chúng ta, nhất là những người con Việt Nam, khi mà khoác cái áo dài lên thì mình cảm thấy mình được rất là trang trọng và cảm thấy mình rất là nữ tính và có phần quyến rũ nữa, đúng không? Đúng như vậy, chính xác. Thật ra thì cái cơ duyên để Vân sản xuất bộ phim Cô Ba Sài Gòn thì có thể nói là phải quay trở về khoảng chừng hơn 2 năm trước lận. Bởi vì một cái tình yêu rất là lớn dành cho áo dài là Vân thì sinh ra ở Sài Gòn nhưng mà được lớn lên ở Na Uy, và trong xuyên suốt cái thời gian mà sống và lớn lên ở Na Uy thì lúc nào mình cũng mơ về một cái tà áo dài những cái người nữ sinh ở Việt Nam hết á. Thì sau này khi về Việt Nam bắt đầu khởi nghiệp cái sự nghiệp của mình ở Sài Thành, xong rồi mình cũng tham gia diễn viên diễn xuất, rồi cũng tham gia đạo diễn và rốt cuộc là trở thành một nhà sản xuất, thì cái niềm đam mê của mình mỗi một ngày nó càng một lớn hơn đối với lại những cái câu chuyện mang nguồn gốc và gốc rễ truyền thống văn hóa Việt Nam. Thì trước đó thì mình cũng có làm bộ phim Tám Cám Chuyện Chưa Kể và cũng gặt được một số thành công đáng kể tại thị trường Việt Nam. Và sau đấy thì Vân mới cùng ekip của mình bắt tay vào để sản xuất Cô Ba Sài Gòn. Thì lúc đầu cái mong muốn lớn nhất của mình vẫn là làm như thế nào để khán giả, nhất là cái thế hệ trẻ, có thể hiểu thêm về áo dài, có thể trân trọng thêm về áo dài. Đó là một cái quốc phục
từ hồi xa xưa, từ ông bà ta để lại, nhưng mà hầu như cái giới trẻ hiện nay họ đã quên đi rất là nhiều về cái bộ trang phục mà mình cảm thấy mình kính trọng này, bởi vì cái mong muốn cho các bạn hiểu thêm và cảm thấy tự hào hơn về cái tà áo dài, cho nên ekip đã bắt tay vào làm. Thì lúc đầu thì phát triển kịch bản thì cũng đi tìm tòi, cũng đi đọc, cũng đi research rất là nhiều để đưa ra đi tìm tòi để đưa ra những cái cách làm áo dài cho nó chính xác nhất. Đúng có rồi. Thể. Bởi vì thật sự áo dài mà mình nói là về cái thời hiện đại, thời ngày nay thì không có khó, tại vì người anh nào cũng có thể tạo ra được. Nhưng mà đối với những cái thời trang mà hơi xưa xưa đó thì mình phải tìm tòi về những cái hình ảnh, với cái tư liệu và cái cách họ ngày xưa mặc như thế nào, và cái người design, cái người may cũng phải nói là phải rất là giỏi để mà có thể tưởng tượng ra được. Đúng rồi, thì cái câu chuyện của cô ba Sài Gòn bắt đầu từ cuối thập niên 60 và đầu thập niên 70, nơi cái lúc đó là cái thời mà có nghĩa là thời trang quốc tế họ bắt đầu xâm nhập vào thị trường Việt Nam, và cái giới trẻ ở cái thời điểm đó là ưa chuộng Âu phục, những cái trang phục mang cái dốc dáng Tây Âu nhiều hơn, và cái thời đó cũng chính là cái thời mà áo dài được như là nổi tiếng mạnh mẽ nhất. Đấy. Thì mình nói về một cái nghề của một cái người nghệ nhân vào cái thời điểm đó, họ may áo dài và làm như thế nào họ có thể đối đầu với lại cái làn sóng Âu phục mà khi mà họ bước vào tới Việt Nam. Thì bộ phim trải dài qua nhiều thế hệ, nhưng mà trên hết là để có một cái thông điệp để cho các bạn trẻ hiểu được là làm cái gì cũng vậy, ở bất cứ một cái lĩnh vực nào hay là ở bất cứ một cái công việc nào thì cái nguồn gốc của mình vẫn là quan trọng nhất. Đúng. Và rồi. Qua cái thông điệp của cô A Sài Gòn á, thì ở đây được lấy cái tà áo dài là một trong những cái bộ trang phục mà làm người Việt Nam quyến rũ nhất, và cảm thấy mình thật sự tự hào nhất khi mà mặc cái bộ áo dài lên trên người. Đây là một cái ý tưởng rất là độc đáo, bởi vì không những mang đến một cái giá trị truyền thống, chúng ta thấy được cái áo dài nổi bật như thế nào khi mà một người phụ nữ Việt Nam mặc vào, nhưng mà cũng là một cái điều mà trăn trở, bởi vì giữa cái thế hệ như Ngô Thanh Vân nói, mà khi mà Tây phục và cả áo dài lẫn lộn như vậy thì tuổi trẻ nhiều khi lại muốn đi theo cái xu hướng mới. Nhưng mà người nào mà biết tôn trọng cái giá trị của dân tộc và truyền thống thì làm sao phải giữ được cái truyền thống đó để phát huy. Và đây là một phim có giải trí cao, với cái tính giải trí, và nghe nói là không những là về cái sự đẹp kiều diễm, cái sự mà gọi là quyến rũ, thì bên cạnh đó còn có tính chất hài hước. Và đây cũng là một cái tình huống xã hội mà để biết được trong một gia đình hay là một cái xã hội thì sẽ làm như thế nào để mà vượt qua được những cái khó khăn và đưa cái truyền thống đến gần với mọi người và vẫn còn thể phát huy được, có phải không? Dạ vâng. Và câu hỏi khác cho Ngô Thanh Vân ngày hôm nay đó, đó là với cái việc mà quá trẻ như vậy mà Ngô Thanh Vân lại có thể đảm nhận nhiều vai trò, tạo ra một cái phim mà phải nói là có tính nhân văn, có cái truyền thống văn hóa cao và có tính chất giáo dục, thì bây giờ chúng ta có thể nói điều gì để gửi gắm đến cho giới trẻ ngày hôm nay khi mà xem bộ phim Cô Ba Sài Gòn? Thực ra thì cũng có thể nói là Vân đại diện cho cái generation này, cái lớp trẻ thời nay để bắt đầu đi làm phim. Thì Vân nghĩ rằng trên hết, đối với lại phim ảnh cho thị trường Việt Nam thì nó không phải là cái mong muốn và cái khao khát của một người nữa, nhưng mà đối với Vân thì Vân cảm thấy nó giống như một cái trách nhiệm vậy đó. Bởi vì điện ảnh Việt Nam đang trong đà phát triển rất nhanh, bởi vì khi chúng ta lớn cùng, nếu chúng ta chỉ lớn bằng một cá nhân thì có lẽ như cái bước tiến của chúng ta rất ngắn và rất nhỏ, nhưng mà chúng ta lớn ở một cái vị trí tổng thể, một cái đất nước, thì chúng ta sẽ cảm thấy mình tự hào hơn rất là nhiều. Giống như lần này khi mà bộ phim Cô Ba Sài Gòn được qua rất là nhiều những ứng cử viên khác để tham gia vào vòng tuyển chọn của Oscar. Chỉ tham gia vào vòng tuyển chọn thôi cũng chưa có chắc là được đâu, nhưng mà điều đó cũng cảm thấy làm cho Vân và ekip của mình cảm thấy rất là tự hào, và cảm thấy rằng bao nhiêu công sức của mình đổ ra trong cái khoảng thời gian qua để mình làm nên một cái bộ phim, một cái sản phẩm mà nó hoàn chỉnh và hoàn thiện như vậy, thì lần này đối với được cái sự lựa chọn này, nó làm cho mình cảm thấy là mình thật sự xứng đáng. Và trên hết thì như quý vị cũng thấy là
bộ phim Cuba Sài Gòn cũng đã được chọn qua rất là nhiều những đối thủ khác để đi đi thi Oscar. Thì có nghĩa rằng là nếu như lần này mà được chiếu ở Nam Cali thì các bạn đừng có bỏ qua cái cơ hội này để đến và xem cái bộ phim này. Và trên hết là cái thông điệp mà cái bộ phim nó muốn nhắn nhủ và gửi gắm đến cho toàn thể tất cả người Việt trên toàn thế giới. Bởi vì tà áo dài lúc nào cũng ở đó, tà áo dài sẽ có mặt ở khắp nơi. Cho dù bạn ở đâu, ở bất cứ nơi nào thì khi mà nhìn thấy áo dài thì chắc chắn là các bạn cũng vẫn cảm thấy được cái hồn của người Việt Nam vẫn còn ở đó. Đúng như vậy, có câu là người Việt còn, tiếng Việt còn và áo dài còn thì người phụ nữ Việt Nam chắc chắn là phải mặc áo dài thôi. Và người phụ nữ Việt Nam còn thì chắc chắn là áo dài phải tung bay khắp nơi. Vâng, thưa quý vị, Ngô Thanh Vân đã nói đến cái buổi trình chiếu phim ở tại miền Nam California là được bắt đầu chiếu từ ngày thứ Sáu, ngày 19 tháng 10 năm 2018 cho đến ngày thứ Năm, ngày 25 tháng 10 năm 2018. Và trong suốt một tuần lễ đó sẽ được trình chiếu ở tại rạp Regency ở thành phố Westminster trên đường Golden West và đường Westminster, và sẽ có 5 suất chiếu mỗi ngày: 12 giờ rưỡi trưa, 2 giờ 40 chiều, 4 giờ 50 chiều. Quý vị nhớ ghi xuống để có thể đến xem nha. Hay là quý vị cũng có thể vào website là regencywestminster.com để quý vị theo dõi những cái suất chiếu, và có những cái suất chiếu khác là vào buổi tối lúc 7 giờ tối và lúc 9 giờ 10 tối trong suốt một tuần lễ từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10. Và ngày home premiere thì sẽ có mặt của đạo diễn Ngô Thanh Vân với những câu hỏi và phần trả lời của Ngô Thanh Vân, cũng như là buổi phỏng vấn với Ngô Thanh Vân tiếp theo nữa và còn nhiều tâm tư khác mà Ngô Thanh Vân cũng như là các diễn viên hay là những người trong ekip sẽ trả lời đến cho quý vị khi mà quý vị đến và theo dõi với chương trình trong buổi premiere. Và Ngô Thanh Vân có lời gì gửi đến cho tất cả mọi người cũng như là những nhà bảo trợ? Vâng, cuối cùng thì cũng xin cho Vân được cảm ơn đài đã cho Vân đến đây để giao lưu cùng với lại tất cả quý khán giả, và cũng cho xin và cũng xin cho Vân được cảm ơn tất cả những nhà bảo trợ cho cái lần công chiếu lần này tại tại Hoa Kỳ. Thực ra là Vân cũng đã ấp ủ cái cơ hội này rất lâu rồi, nhưng mà nếu như không có những nhà bảo trợ để giúp đỡ Vân để có mặt tại đây ngày hôm nay để chiếu Cuba Sài Gòn thì cũng rất là khó lòng. Cho nên xin cho Vân gửi lời cảm ơn đến London and Lee Law Office, Toyota of Orange, B&T Insurance, Đỗ Builder and Design, New Choice Hệ thống Tây Hồ, CHS Investment, Leoto Repair and Body, và cuối cùng là HPT. Cảm ơn tất cả những nhà bảo trợ rất là nhiều, Vân rất là trân trọng, xin cảm ơn. Và Thảo Ly cũng rất là biết ơn Ngô Thanh Vân đã đến đây để mà giới thiệu và nói về những cái truyền thống của dân hóa Việt của chúng ta, mang bộ phim đến để Thảo Ly cũng như tất cả quý vị khán thính giả có thể được xem phim Cuba Sài Gòn, bởi vì được nghe rất nhiều về phim Cuba Sài Gòn và những cái thời trang mà mọi người đang theo và cũng rất là yêu thích, như là tà áo dài và những cái băng đô hay là những cái gì đó ảnh hưởng mà nói về truyền thống văn hóa Việt. Thì ngày hôm nay hân hạnh được gặp Ngô Thanh Vân tại phim trường của đài truyền hình IBC. Cảm ơn Thảo Ly. Hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Chỉ đến khi đánh mất một điều gì đó thì ta mới biết trân trọng nó. Tôi nghe nói dạo này thanh nữ có cả đồ tay nữa phải không chị? Cái đó là con Như Ý nó đua đòi, chứ cái nhà này chính đời Mai Áo Dài, nổi tiếng nhất cái Sài Gòn. Đúng là con gái gụ nhà thanh nữ mà, đệ nhất thanh lịch 3 năm rồi, chưa ai vượt nổi danh hiệu nổi tiếng này. Mỗi lần mà đem mở concert, cả cái Sài Gòn này đều náo loạn. Chúng ta hãy cùng nhanh đón Madame Kiều Bảo Hân. Con gái nhà Mai Thanh Nữ trước tiên thì phải giỏi áo dài chứ. Cái đó là điều má muốn chứ phải con muốn. Bị đặt đi ra ngoài thi thố với người ta, rốt cuộc gì thua bởi một cái áo dài. Con không mặc áo dài được, không làm truyền nhân nữa. Như Ý, dù sau này có thế nào, con phải luôn nhớ lấy áo dài là vĩnh cửu, là cái gốc của cái nhà Mai này. Nghe con.